Hồi thứ 63. Hai sư diệt quái náo Long cung, các thánh trừ tà thu bảo bối. Lại nói chuyện, quốc vương nước Tế Trại cùng công khanh lớn nhỏ nhìn thấy Tôn Đại Thánh và Bát Giới cưỡi mây đạp gió, túm hai tên tiểu yêu phơi phới bay đi, ai nấy đều ngẩng mặt lên trời vái lạy, nói: lời đồn thật không sai, hôm nay mới biết có bậc thần tiên Phật sống như vậy. Khi thấy hai người đi xa mất hút rồi, lại vái lạy tạ ơn Tam Tạng Sa Tăng, nói: quả nhân người trần mắt thịt, chỉ nghĩ các vị đồ đệ có sức khỏe, bắt được bọn yêu quái ăn trộm thôi, ai ngờ là bậc thượng tiên biết cưỡi mây đạp gió. Tam Tạng nói: bần tăng không có những pháp lực ấy, dọc đường đi toàn nhờ vào ba đồ đệ này cả. Sa Tăng nói: chẳng giấu bệ hạ, đại sư huynh của tôi là Tề Thiên Đại Thánh đã quy y, huynh ấy từng đại náo thiên cung, sử dụng một cây gậy bịt vàng, 10 vạn thiên binh không ai là đối thủ, náo loạn đến mức thái thượng lão quân sợ hãi, Ngọc Hoàng Đại Đế kinh hoàng. Nhị sư huynh của tôi là Thiên Bồng Nguyên Soái đã theo chính quả, huynh ấy cũng từng chỉ huy 8 vạn thủy binh ở thiên hà. Chỉ có đệ tử tôi chẳng có pháp lực gì, chỉ là Quyển Liêm đại tướng đã thụ giới thôi. Huynh đệ chúng tôi nếu làm việc khác thì không xong, nhưng nói tới những việc đại loại như trừ yêu, chóc quái, bắt giặc trừ gian, hàng long phục hổ, quét trời, đào giếng, cho đến khuấy biển lật sông thì cũng biết đôi chút. Còn những việc cưỡi mây đạp gió, gọi gió kêu mưa, rời đổi sao trời, gánh núi đuổi trăng thì chỉ là việc vặt, có gì đáng nói. Quốc vương nghe nói vậy, càng thêm 10 phần kính phục, mời Đường Tăng lên ngồi trên, luôn miệng gọi là Lão Phật, gọi bọn Sa Tăng là Bồ Tát. Khắp triều văn võ mừng vui, cả nước lê dân lạy tạ, chuyện không nói nữa. Lại nói chuyện, Tôn Đại Thánh và Bát Giới cưỡi trận cuồng phong, cuốn hai tên tiểu yêu tới đầm Bích Ba, núi Loạn Thạch, dừng mây lại, rút cây gậy bịt vàng ra thổi một hơi tiên khí, miệng hô biến thành một chiếc giới đao, cắt tai của yêu quái cá chuối, cắt môi của yêu tinh cá trê, rồi thả chúng xuống nước, quát: mau đi báo cho Vạn Thánh Long Vương biết tin, nói Tề Thiên Đại Thánh Tôn Lão Gia đang ở đây, bảo hắn lập tức trả lại bảo bối trên tháp ở chùa Kim Quang, nước Tế Trại, thì ta tha chết cho cả nhà hắn. Nếu nói lửa lời không, ta sẽ khuấy cạn nước đầm này, giết sạch già trẻ lớn bé nhà hắn. Hai tên tiểu yêu thoát chết, chịu đau bỏ chạy, mang theo cả dây chói lặn xuống nước. Các loài yêu quái rùa, giải, ba ba, tôm, cua, cá, trông thấy sợ quá, đều vây xung quanh hỏi: hai anh vì sao mà bị trói thế? Một tên bịt tai, lắc đầu vẫy đuôi, một tên che mồm, dậm chân vỗ ngực. Cả hai đều la lối ầm ĩ, đi thẳng vào cung điện Long Vương báo tin: thưa đại vương, tai họa rồi. Vạn Thánh Long Vương đang ngồi uống rượu với Cửu Đầu Phò Mã, bỗng thấy hai tên tiểu yêu kia vào, liền ngưng chén hỏi tai họa gì. Hai tên kia liền báo: đêm qua chúng tôi đi tuần tra, bị Đường Tăng, Tôn Hành Giả quét tháp bắt được, dùng dây sắt trói lại. Sáng nay đến gặp quốc vương, lại bị hành giả cùng Chư Bát Giới túm cả hai chúng tôi, một tên bị cắt tai, một tên bị xẻo môi ném xuống nước, sai chúng tôi về báo tin, đòi trả bảo bối trên đỉnh tháp. Hai tên kể hết một lượt đầu đuôi câu chuyện. Long Vương nghe nói là Tôn Hành Giả Tề Thiên Đại Thánh thì sợ tới mức hồn lìa khỏi xác, run rẩy nói với Phò Mã: con rể ơi, người khác thì còn tính kế được, chứ nếu quả là hắn thì không hay rồi. Phò Mã cười nói: nhạc phụ yên tâm, con từ nhỏ học được chút võ nghệ, cũng đã gặp gỡ vài vị hào kiệt trong khắp thiên hạ, sợ gì hắn chứ. Để con ra đánh nhau với hắn 3 hiệp, bắt hắn phải rụt đầu quy hàng, không dám ngẩng mặt lên.
Yêu quái liền đứng dậy, mặc áo giáp, cầm một loại binh khí gọi là xẻng nguyệt nha, đi ra khỏi cung, rẽ làn nước, đứng trên mặt nước quát lớn: "Thằng nào là Tề Thiên Đại Thánh, mau ra đây nộp mạng." Hành giả Bát Giới đứng trên bờ đầm, nhìn thấy yêu quái ăn mặc đội một chiếc mũ bạc trắng sáng hơn tuyết trắng, mình khoác bộ giáp đâu mâu bóng tựa sương thu, bên ngoài khoác áo bảo gấm, thật đúng là mây màu trù ngọc, lưng thắt đai vân tê giác, quả nhiên giống mãng xà cuốn vàng. Tay cầm cây xẻng nguyệt nha, dáng bay chấp lóe, chân đi đôi hài da heo, nước sắc sóng chia. Lúc nhìn xa một đầu một mặt, khi lại gần bốn phía mặt người. Trước có mắt, sau có mắt, tám phương nhìn thấu. Trái cũng mồm, phải cũng mồm, chín miệng nói năng. Một tiếng hét vang động trời cao, như hạc hót vang khắp cửu cung. Hắn không thấy ai trả lời, lại quát một câu nữa: "Thằng nào là Tề Thiên Đại Thánh?" Hành giả vuốt vuốt cây gậy sắt bịt vàng, đáp: "Lão Tôn đây." Yêu quái nói: "Nhà ngươi ở đâu? Xuất thân phương nào? Tại sao lại đến nước Tế Trại giữ tháp cho quốc vương? Cả gan bắt quân lính của ta, còn dám hành hung, đến núi báu của ta thách đấu." Hành giả mắng: "Đồ yêu quái ăn trộm kia, thì ra ngươi không biết ông nội tôn của ngươi. Ngươi lại đây, nghe ta nói này. Lão Tôn quê ở núi Hoa Quả, tức động Thủy Liêm giữa biển lớn. Từ nhỏ tu hành thân bất hoại, Ngọc Hoàng phong Tề Thiên Đại Thánh. Chỉ vì đại náo cung Đấu Ngưu, hiên binh thần tướng đều khó thắng, mời Như Lai tới chỗ tài cao, vô biên trí tuệ thật phi phàm, dùng phép cân đẩu thi thần thông, ngón tay hóa núi đè ta xuống. Đến nay đã được 500 năm, Quan Âm khuyến giải mới thoát được. Đại đường Tây Tạng tới Tây Thiên, tham bái Linh Sơn cầu kinh Phật, cứu thoát thân ta để bảo vệ, trừ ma bắt quái theo tu hành. Đường tới phương Tây thành Tế Trại, gặp những nhà sư bị oan khuất, chúng ta từ bi hỏi nguồn cơn. Hóa ra vì tháp mất hào quang, sư phụ quét tháp để tìm hiểu. Nửa đêm canh ba thật vắng lặng, bắt được cá tinh lấy lời khai. Chúng nói các ngươi trộm bảo bối, thủ phạm lấy trộm là Long Vương, vạn thánh công chúa cũng góp phần, gây trận mưa máu làm bẩn tháp, lấy trộm bảo bối để mình dùng. Lời khai trước điện rõ mười mươi, ta nhận lệnh vua đến nơi này, bởi vậy tìm ngươi để khiêu chiến. Cần gì phải hỏi tên Lão Tôn, mau đem bảo bối ra trả lại, miễn cho cả nhà ngươi tội chết. Nhược bằng ngu dốt dám khoe tài, nước cạn núi đổ đều mất hết. Phò Mã nghe xong khẽ cười lạnh nói: "Hóa ra ngươi là hòa thượng đi lấy kinh, vậy đừng có dây vào chuyện của người khác. Ta trộm bảo bối của họ, ngươi đi lấy kinh nhà Phật, có can gì đến ngươi mà tới đây giao đấu?" Hành giả nói: "Đồ yêu quái ăn trộm này thật không biết lý lẽ. Ta tuy không nhận ân huệ gì của quốc vương, không ăn cơm uống nước của quốc vương, lẽ ra không cần phải gắng sức vì ông ta. Nhưng ngươi lấy trộm bảo bối, làm ô uế bảo tháp của ông ta, gây oan khổ cho các nhà sư chùa Kim Quang mấy năm nay. Họ là đồng môn với ta, lẽ nào ta lại không cố gắng giúp họ giải bày nỗi oan uổng?" Phò Mã nói: "Ngươi đã nói như vậy, hẳn là muốn thách đấu. Thường có câu, võ không làm thiện, chỉ sợ khi đã ra tay, chẳng thể lưu tình, nhất thời làm hại tính mạng của ngươi thì hỏng cả việc đi lấy kinh." Hành giả cả giận quát mắng: "Đồ yêu quái ăn trộm khốn kiếp, có tài năng gì mà dám to mồm? Lại đây nếm một gậy của Lão Tôn." Phò Mã chẳng chút sợ hãi, giơ xẻng nguyệt nha lên đỡ gậy sắt. Trên đỉnh núi Loạn Thạch diễn ra một trận đánh nhau dữ dội. Hai người đánh qua đánh lại đến hơn 30 hiệp vẫn bất phân thắng bại. Chư Bát Giới đứng ở trước núi, thấy hai người đánh nhau đến lúc mê mải, bèn vung đinh ba, nhằm lưng yêu quái bổ một nhát. Nguyên yêu quái đó có 9 cái đầu, phía nào cũng đều có mắt nhìn thấy rõ ràng,
thấy Bát Giới đánh sau lưng mình, bèn đưa cán xẻng đỡ Đinh Ba, lưỡi xẻng thì ngăn gậy sắt. Lại đánh thêm 5-7 hiệp nữa, không thể chống đỡ được cả trước lẫn sau. Hắn bèn cuộn một vòng, nhảy lên không trung, hiện rõ bản tướng là một con trùng 9 đầu, hình dáng cực kỳ dữ tợn. Bộ dạng này thật khiến người khác chết khiếp. Trông hắn lông vũ như gấm, khắp mình kết bông, vuông tròn cũng tới 1 trượng 2, dài ngắn trông như là cá sấu, hai chân nhọn hoắt như móc câu, 9 đầu vây tròn lại một chỗ, vỗ đôi cánh bay lượn cực nhanh, dù đại bàng cũng không bì nổi, tiếng kêu vang khắp bầu trời thẳm, còn to hơn cả tiếng hạc tiên. Đôi mắt lấp lánh tỏa hào quang, kiêu căng không giống với chim thường. Bát Giới trông thấy sợ hãi nói: "Sư huynh ơi, đệ từ khi làm người cũng chưa từng trông thấy loài ác thú như thế này, không biết khí huyết gì mà sinh ra loại cầm thú này thế." Hành giả nói: "Thật là hiếm thấy, thật là hiếm thấy, để ta đuổi đánh nó." Đại thánh liền cưỡi đám mây lành nhảy lên không trung, vung gậy sắt nhằm đầu yêu quái đánh xuống. Yêu quái ưỡn người vỗ cánh bay nghiêng, vèo một cái quay người lượn xuống trước núi. Từ chỗ thắt lưng lại mọc ra một cái đầu, mồm ngoác rộng nhìn như chậu máu, ngoạm vào bầm Bát Giới lôi đi, kéo xuống dưới đầm Bích Ba. Đến ngoài Long Cung, yêu quái biến lại hình dạng như lúc trước, ném Bát Giới xuống đất gọi: "Quân lính đâu?" Các loài yêu tinh, cá mè, cá trôi, cá rô, cá chép, rùa, giải, ba ba đồng loạt lao tới, miệng hô: "Có." Phò Mã nói: "Trói lão hòa thượng này ra kia để báo thù cho mấy tên tiểu tốt đi tuần của ta." Đám yêu tinh đùn đẩy gieo hò, khiêng Bát Giới đi vào. Long Vương vui mừng ra đón, nói: "Con đã lập công, làm thế nào bắt được hắn đấy?" Phò Mã kể lại một lượt đầu đuôi duyên cớ. Lão Long Vương lập tức sai bày tiệc rượu mừng công, chuyện không nói nữa. Lại nói chuyện, Tôn Hành Giả thấy yêu tinh bắt Bát Giới, trong lòng sợ hãi nói: "Tên này thật lợi hại, bây giờ về triều yết kiến sư phụ, chỉ sợ quốc vương sẽ cười ta. Nhưng muốn mở mồm thách đánh, hiềm một nỗi chỉ có mình ta. Hơn nữa ta không quen những việc dưới nước, ta hay tạm biến hóa rồi chui xuống, xem yêu quái giam chú ngốc ở đâu đã. Nếu thuận lợi, ta sẽ cứu hắn ra để cùng hành động." Đại thánh liền bắt quyết, lắc mình một cái, biến thành một con cua chui xuống nước, đến thẳng trước cổng chào. Nguyên con đường này lần trước đại thánh tới ăn trộm con thú mắt vàng của Ngưu Ma Vương đã thông thuộc rồi, bèn đến thẳng dưới cung quyết bò ngang đi qua. Lại thấy lão Long Vương cùng con trùng 9 đầu đang ngồi uống rượu vui vẻ. Hành giả không dám tới gần, bèn bò sang phía hành lang phía đông, thấy mấy yêu quái tôm cua đang tung tăng nô đùa. Hành giả nghe chúng trò chuyện một lát, học được ngay cách ăn nói của chúng, bèn hỏi: "Lão hòa thượng mõm dài mà ngài Phò Mã bắt về đã chết chưa nhỉ?" Bọn yêu quái đáp: "Chưa chết đâu, vẫn đang bị trói rên hừ hừ ở hành lang phía tây kia kìa." Hành giả nghe nói vậy, lại khẽ khàng bò sang hành lang phía tây, quả thật thấy chú ngốc bị trói vào cột đang rên hừ hừ. Hành giả tới gần hỏi: "Bát Giới, nhận ra ta không?" Bát Giới nghe tiếng biết là hành giả, liền gọi: "Sư huynh ơi, làm thế nào bây giờ? Hắn bắt được đệ rồi." Hành giả thấy xung quanh không có người, bèn dùng càng kẹp đứt dây thừng, bảo Bát Giới chạy. Chú ngốc được thả ra, bèn nói: "Sư huynh ơi, binh khí của đệ bị hắn lấy mất rồi, biết làm thế nào?" Hành giả hỏi: "Đệ có biết hắn cất ở đâu không?" Bát Giới đáp: "Khi đó bị yêu quái mang vào cung điện." Hành giả nói: "Đệ ra ngoài cổng chào trước, đợi ta." Bát Giới thoát chết, lẳng lặng chuồn ra. Hành giả lại bò lên cung điện, nhìn thấy góc phía trái có hào quang sáng rực, biết là cây đinh ba của Bát Giới phát sáng, bèn dùng phép ẩn thân, lấy trộm đinh ba đi ra, đến dưới cổng chào, cất tiếng gọi: "Bát Giới, cầm lấy binh khí." Chú ngốc lấy lại được đinh ba, bèn nói: "Sư huynh ra trước đi, để lão chư đánh vào cung điện, nếu thắng thì bắt cả ổ nhà nó,
nếu thua bỏ chạy thì sư huynh đứng trên bờ đầm ứng cứu. Hành giả mừng lắm, bảo phải cẩn thận. Bát Giới nói, không phải sợ hắn, tài nghệ dưới nước đệ cũng có đôi chút. Hành giả liền để Bát Giới ở đó, lên khỏi mặt nước. Bát Giới thắt lại chiếc áo ngắn màu đen, hai tay nắm cây đinh ba, hét vang một tiếng, đánh thẳng vào. Các loài thủy tộc lớn nhỏ sợ quá, chạy vào cung điện, hét ầm lên. Hỏng rồi, lão hòa thượng mõm dài, dứt đứt dây thừng đang đánh vào đây rồi. Lão Long Vương cùng con trùng chín đầu và cả nhà trở tay không kịp, nhảy lên chạy trốn. Chú ngốc chẳng kể sống chết, xông lên cung điện. Dọc đường đi, vung đinh ba bổ vỡ cánh cửa, đập nát bàn ghế, bát đĩa, cốc chén đều đập vụn hết cả. Có bài thơ làm chứng, thơ rằng Mộc Mẫu bị thủy quái bắt đi, Tâm Viên chẳng ngại khổ đi tìm, Ngầm khoe tài khéo cởi dây trói, Trổ hết thần uy hận càng sâu, Phò Mã vội dắt công chúa trốn, Long Vương run rẩy bặt im hơi, Thủy cung lầu son gác tía nát, Rồng con rồng cháu đều hết hồn. Lần này Bát Giới đập nát tấm bình phong đồi mồi, ném vỡ vụn những cây san hô. Con trùng chín đầu đem công chúa giấu ở bên trong, rồi vội vàng cầm cây xẻng nguyệt nha chạy ra ngoài cung điện quát lớn. Con lợn khốn khiếp kia, sao dám càn rỡ, làm kinh động quyến tộc của ta. Bát Giới mắng, đồ yêu quái ăn trộm, sao ngươi dám bắt ta tới đây? Lần này không phải tại ta, là ngươi mời ta đến nhà đánh nhé. Mau đem bảo bối trả lại đây để ta mang về gặp quốc vương là xong việc. Bằng không, ta quyết không tha mạng cho cả nhà ngươi đâu. Yêu quái đâu chịu buông tha, nghiến răng nghiến lợi đánh nhau với Bát Giới. Long Vương lúc đó mới định thần lại, dẫn rồng con, rồng cháu cầm thương sách đao, đồng loạt xông vào đánh giúp. Bát Giới thấy sự thể bất lợi, bèn đánh giữ một miếng đinh ba rồi quay người bỏ chạy. Long Vương dẫn quân đuổi theo. Một lát sau, họ đã ngoi lên khỏi mặt nước, đều quay cuồng trên mặt đầm. Lại nói chuyện, Tôn Hành Giả đứng đợi trên bờ đầm, bỗng thấy bọn chúng đuổi theo Bát Giới ra khỏi làn nước, bèn nhảy vút lên mây, cầm gậy sắt quát lớn, chớ có chạy, rồi hạ xuống đánh thẳng đầu Long Vương. Thật đáng thương, Long Vương chết ngay tại chỗ, xác giạt vảy trôi theo dòng nước. Đám rồng con, rồng cháu sợ quá đều bỏ chạy. Cửu đầu Phò Mã vớt lấy xác Long Vương, chạy thẳng về cung. Hành Giả và Bát Giới tạm thời không đuổi theo, quay lên bờ, kể lại chuyện vừa xong. Bát Giới nói, tên này nhuệ khí đã nhụt rồi, hắn bị đường đinh ba của đệ đánh cho hoa rơi nước chảy, hồn bay phách tán. Đệ đang đánh nhau với tên Phò Mã, lại bị lão Long Vương đuổi tới. May nhờ có sư huynh đập chết hắn, bọn chúng quay về nhất định là ma cúng tế, quyết không dám ra nữa đâu. Giờ trời cũng tối rồi, biết làm thế nào? Anh Giả nói, sợ gì trời tối, nhân cơ hội này đệ cứ xuống đánh đi, phải lấy bằng được bảo bối mới quay về chiều. Chú ngốc đã có ý lười biếng, đang định thoái thác. Anh Giả thúc giục, người anh em bất tất phải nghi ngại, cứ dẫn hắn ra như vừa rồi để ta đánh hắn. Hai người đang bàn bạc, bỗng thấy cuồng phong cuồn cuộn, mây mù che kín, từ phương đông thổi sang phương nam. Hành Giả nhìn kỹ lại, hóa ra là Nhị Lang Hiền Thánh dẫn theo 6 huynh đệ Mai Sơn, dắt chim ưng, chó săn, gánh đầy cáo, thỏ, hươu nai, ai lấy lưng đeo cung cứng, tay cầm đao sắc, cưỡi gió đạp mù đi tới. Hành Giả nói, Bát Giới, đó là thất thánh huynh đệ của ta, phải nói khéo giữ họ lại, đánh giúp chúng ta, nếu thành công thì là một cơ hội lớn đấy. Bát Giới nói, đã là huynh đệ thì sư huynh lên đi mời. Hành Giả nói, nhưng trong đó có Hiền Thánh đại ca đã từng hàng phục ta, ta gặp không tiện, đệ cứ đi chặn mây lại rồi gọi chân quân xin tạm dừng. Tề Thiên đại thánh cúi chào ở đây, ngài ấy nghe nói là ta, nhất định sẽ dừng lại, đợi ngài ấy dừng lại rồi ta mới tiện gặp. Chú ngốc nhảy vút lên mây, lên núi ngăn họ lại rồi cất cao tiếng gọi, chân quân xin tạm dừng xa giá, có Tề Thiên đại thánh xin được gặp.
Trân Quân nghe thấy, lập tức hạ lệnh cho 6 huynh đệ dừng lại. Chào Bát Giới xong, bèn hỏi: Tề Thiên Đại Thánh ở đâu? Bát Giới đáp: Hiện đang ở dưới núi chờ gọi. Nhị Lang nói: Các huynh đệ, mau đi mời tới đây. 6 huynh đệ gồm Khang, Trương, Diêu, Lý, Quách, Trực lần lượt bước ra khỏi hàng quân, cất tiếng gọi: Tôn Ngộ Không ơi, đại ca có lời mời. Hành giả bước đến chào mọi người, rồi cùng lên đỉnh núi. Nhị Lang tới đón, nắm tay chào hành giả, rồi nói: Đại Thánh, ngài đã thoát khỏi đại nạn, hộ giới Sa Môn, đến kỳ hạn thành công, được ngồi tòa sen, xin chúc mừng, chúc mừng. Hành giả nói: Không dám, trước đây đội ơn to, chưa báo đáp được chút nào. Tuy thoát nạn sang phương Tây, nhưng chưa biết công hạnh sẽ thế nào. Hiện giờ đi qua nước Tế Trại, cứu các nhà sư thoát nạn, ở đây bắt bọn yêu quái ăn trộm bảo bối. Ngẫu nhiên gặp xa giá của huynh trưởng, to gan xin lán lại giúp sức. Không biết huynh trưởng từ đâu tới, có chịu xem trọng hay không? Nhị Lang cười nói: Ta nhân rảnh rỗi không có việc gì, cùng mấy huynh đệ đi săn về. May gặp Đại Thánh không ghét bỏ giữ lại, thật cảm động tình quen biết năm xưa. Nếu Đại Thánh lệnh cho hợp sức hàng yêu, chúng tôi đâu dám không theo. Nhưng không biết chỗ này có yêu quái trộm cắp nào. 6 vị Thánh nói: Đại ca quên rồi à, nơi đây là núi Loạn Thạch, dưới núi có đầm Bích Ba là Long Cung của Vạn Thánh. Nhị Lang kinh ngạc nói: Vạn Thánh Long Vương không hay gây sự, sao lại dám ăn trộm bảo bối? Hành giả nói: Gần đây hắn kén được một phò mã là con trùng chín đầu thành tinh. Bố vợ con rể hùa nhau làm giặc, giáng một trận mưa máu xuống nước Tế Trại, rồi ăn trộm bảo bối xá lợi Phật ở đỉnh tháp chùa Kim Quang. Quốc vương ở đó không hay biết, bắt các nhà sư ra tra khảo đánh đập. Sư phụ tôi từ bi, ban đêm lên quét tháp. Lúc ấy tôi bắt được 2 tên tiểu yêu ở trên tháp, là Long Vương sai tới tuần tra. Sáng nay áp giải vào chiều, bọn chúng đã thật thà cung khai hết. Quốc vương bèn nhờ sư phụ tôi đi hàng phục yêu quái. Sư phụ sai chúng tôi đến đây. Trận đánh trước, từ thắt lưng con trùng chín đầu ấy mọc ra một chiếc đầu nữa, quắp Bát Giới đi mất. Tôi lại biến hóa chui xuống nước, cứu được Bát Giới. Vừa rồi đánh nhau một trận to, tôi đã đánh chết lão Long Vương rồi. Bọn chúng vớt xác về là ma. Hai chúng tôi đang bàn cách đánh tiếp, thì thấy nghi trượng của huynh trưởng giáng lâm, nên mới mạn phép. Nhị Lang nói: Đã giết được lão Long Vương rồi thì phải đánh tiếp luôn, để tên đó không kịp trở tay, tiêu diệt hết ổ sào huyệt của hắn. Bát Giới nói: Biết là như thế, hiềm một nỗi trời tối rồi, biết làm sao. Nhị Lang nói: Binh pháp có câu, đánh nhau không đợi giờ, sợ gì trời tối. 4 huynh đệ Khang, Diêu, Quách, Trực nói: Đại ca chớ vội, gia quyến tên ấy ở đây chắc chẳng đi được đâu. Tôn nhị ca là khách quý, Chư Cương Liệp cũng đi theo chính quả. Trong doanh chúng ta có mang theo đủ rượu và đồ ăn ngon. Hãy sai quân nổi lửa, đặt tiệc ngay tại đây. Một là để chúc mừng 2 vị khách quý, 2 là để hàn huyên tâm sự. Hãy họp vui đêm nay, đợi trời sáng khiêu chiến cũng chưa muộn. Nhị Lang mừng lắm, nói: Hiền đệ nói phải lắm, lập tức sai quân chuẩn bị. Hành giả nói: Thịnh tình của các vị đâu dám chối từ. Nhưng từ khi làm hòa thượng, chúng tôi chỉ toàn ăn chay, sợ ăn mặn không tiện. Nhị Lang nói: Có cả hoa quả, rượu cũng là rượu chay. Dưới ánh trăng sao chiếu đất màn trời, mấy huynh đệ nâng chén giải bày tình cũ. Đúng là tịch mịch thì đêm dài, vui vẻ thì đêm ngắn. Chẳng mấy chốc phương đông đã hửng sáng. Bát Giới đã uống mấy chén rượu, hăng hái phấn chấn nói: Trời sắp sáng rồi, để lão Trư xuống nước khiêu chiến. Nhị Lang nói: Nguyên soái cẩn thận, chỉ cần dẫn hắn ra đây để huynh đệ chúng tôi dễ bề hạ thủ. Bát Giới cười nói: Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Rồi Bát Giới xắn tay áo, cầm đinh ba, dùng phép rẽ nước nhảy xuống, đến thẳng dưới cổng chào, hét lên một tiếng, đánh vào trong điện.
lúc ấy rồng con đang mặc áo xô, nhìn vào thi thể Long Vương khóc lóc, còn rồng cháu và tên phò mã đang sửa soạn quan tài ở phía sau. Bát Giới vừa mắng chửi, vừa ra tay, vung cây đinh ba thật nặng, bổ một nhát thủng 9 lỗ trên đầu tên rồng con. Rồng bà và mọi người sợ quá, chạy loạn vào bên trong khóc lóc. Tên hòa thượng mõm dài lại đánh chết con trai ta rồi. Phò mã nghe nói vậy, lập tức cầm xẻng nguyệt nha, dẫn dòng cháu xông ra đánh. Bát Giới vung đinh ba đón đỡ, vừa đánh vừa lui, nhảy ra khỏi mặt nước. Trên bờ, Tề Thiên Đại Thánh cùng 7 huynh đệ nhất tề xông lên, thương đao chém loạn. Phò mã thấy không ổn, lăn một vòng ở trước núi, hiện nguyên bản tướng, giang rộng đôi cánh bay lượn vòng vòng. Nhị lang lập tức rút cung vàng, lắp mũi tên bạc, kéo căng cây cung, bắn vút lên trên. Yêu quái bị bắn trúng cánh, xà xuống bên cạnh, định cắn nhị lang. Chỗ thắt lưng hắn vừa mọc ra một cái đầu, bị con chó của nhị lang chồm đến, oảng một tiếng. Chiếc đầu đã bị cắn đứt lìa, máu me linh láng. Yêu quái nén đau, bỏ chạy về phía Bắc Hải. Bát Giới đang định đuổi theo. Hành giả ngăn lại, nói: "Chớ có đuổi theo, thường có câu, giặc cùng chớ đuổi. Hắn bị con chó cắn mất đầu, nhất định khó mà sống sót. Để ta biến thành hình dạng hắn, đệ rẽ nước đuổi theo ta đi xuống, tìm công chúa kia, lừa lấy lại bảo bối." Nhị lang và 6 vị thánh nói: "Không cần đuổi theo, vậy là đủ rồi. Chỉ là giống này sót lại trên đời, tất trở thành họa cho người sau. Đến nay vẫn còn giống trùng 9 đầu hút máu là do giống này sót lại." Bát Giới vâng lời, rẽ đôi làn nước, hành giả biến thành hình dạng yêu quái đi trước. Bát Giới hò hét đuổi theo sau, dần dần đuổi tới Long Cung. Chỉ thấy Vạn Thánh Công Chúa nói: "Phò mã, sao mà hốt hoảng như vậy?" Hành giả đáp: "Bát Giới đánh thắng, đuổi theo ta về đây, ta không địch nổi hắn, nàng mau đưa bảo bối cho ta cất đi." Công chúa trong lúc vội vã không phân biệt được thật giả, bèn vội vàng bước vào hậu điện, lấy ra một cái cháp bằng vàng sáng óng ánh, đưa cho hành giả nói: "Đây là bảo bối nhà Phật." Lại lấy ra một cái cháp bằng ngọc trắng, cũng đưa cho hành giả và nói: "Đây là 9 lá cỏ linh chi, chàng hãy đem bảo bối này giấu đi, để thiếp ra đấu với Bát Giới đôi 3 hiệp ngăn hắn lại. Chàng giấu bảo bối xong xuôi thì ra đánh tiếp với hắn." Hành giả thu 2 cái cháp vào trong người, vuốt mặt một cái, hiện nguyên bản tướng nói: "Công chúa, nhìn xem ta có phải là phò mã không?" Công chúa sợ quá, định cướp lại chiếc cháp, nhưng bị Bát Giới xông tới, bổ một nhát đinh ba trúng vai, ngã lăn ra đất. Còn một mụ rồng bà quay đầu định chạy, bị Bát Giới ngăn lại, giơ đinh ba lên định bổ. Hành giả nói: "Hãy khoan, đừng giết chết mụ, để một tên sống sót còn mang về báo công với quốc vương." Bát Giới bèn lôi rồng bà ra khỏi mặt nước. Hành giả theo sau bưng 2 cái cháp, nhảy lên bờ, nói với nhị lang: "Nhờ uy lực của huynh trưởng, đã lấy lại được bảo bối, quét sạch yêu ma rồi." Nhị lang nói: "Một là quốc vương đó nhờ hồng phúc Tề Thiên, 2 là các huynh đệ thần thông vô lượng, chứ tôi có công lao gì?" Mấy huynh đệ đều nói: "Tôn nhị ca đã thành công rồi, chúng tôi xin cáo biệt từ đây." Hành giả cảm tạ khôn xiết, muốn lưu lại cùng đi gặp quốc vương, nhưng mấy huynh đệ từ chối, dẫn binh lính về thẳng cửa sông quán. Hành giả bưng cháp, Bát Giới lôi mụ rồng bà, bay trong khoảng nửa mây nửa mù, trong khoảng khắc đã về tới nước Tế Trại. Hóa ra các hòa thượng chùa Kim Quang được tha tội đều đứng ở ngoài thành nghênh đón. Bỗng thấy 2 người từ trên mây bước xuống, bèn bước tới gần, dập đầu vái chào, dẫn vào trong thành. Quốc vương cùng Đường Tăng đang ngồi bàn luận trên điện. Trong đám hòa thượng có người đi trước, mạnh dạn bước vào cửa triều tâu: "Bẩm Vạn Tuế, 2 người Tôn Trư đã bắt được trộm, lấy được bảo bối về rồi." Quốc vương nghe xong vội vàng bước xuống điện, cùng Đường Tăng, Sa Tăng ra đón, khen ngợi thần công mãi không thôi. Rồi sai bày tiệc tạ ơn. Tam Tạng nói:
không cần ban tiệc vội, để tôi sai đồ đệ đưa bảo bối về tháp đã, rồi hãy bày tiệc. Tam Tạng lại hỏi hành giả, các con đi từ hôm qua, tại sao hôm nay mới về? Hành giả đem chuyện đánh nhau với Phò Mã, đánh chết Long Vương, gặp chân quân, đánh bại yêu quái và việc biến hóa, lừa lấy bảo bối tỉ mỉ kể lại một lượt. Tam Tạng cùng quốc vương, văn võ bá quan, ai nấy đều vô cùng mừng rỡ. Quốc vương lại hỏi, rồng bà có nói được tiếng người không? Bát Giới đáp, đó là vợ của Long Vương, đã sinh ra rất nhiều rồng con, rồng cháu, lẽ nào lại không biết tiếng người? Quốc vương nói, đã biết tiếng người thì hãy mau kể lại đầu đuôi câu chuyện ăn trộm. Rồng bà nói, việc lấy trộm vật báu nhà Phật tôi hoàn toàn không biết, đều do chồng tôi là Long Vương và Phò Mã là con trùng chín đầu gây ra. Họ biết ánh sáng phát ra trên tháp của ngài là hạt xá lợi của Phật. 3 năm trước, liền giáng xuống một trận mưa máu, rồi thừa cơ trộm bảo bối đem đi. Quốc vương lại hỏi, làm thế nào mà trộm được cỏ linh chi? Rồng bà đáp, đó là con gái tôi là Vạn Thánh Công Chúa, lén lên tầng trời Đại La, đến trước điện Linh Tiêu, lấy trộm 9 lá cỏ linh chi của Vương Mẫu Nương Nương. Hạt xá lợi được tiên khí của cỏ này nuôi dưỡng, thì 1000 năm không hỏng, 1000 năm phát sáng. Cho dù xuống dưới đất, chỉ cần lau sạch đi, lập tức phát ra muôn đạo hào quang, 1000 tia khí lành. Nay bảo bối đã bị các ngài lấy lại, khiến tôi bị mất chồng, mất con rể con gái cũng chết cả. Vậy muôn vàn lần xin tha cho tôi tội chết. Bát Giới nói, không tha cho mụ được. Hành giả nói, không phải cả nhà đều phạm tội, ta sẽ tha cho mụ, chỉ cần mụ mãi mãi trông tháp cho ta. Rồng bà nói, chết hay không bằng sống dở, đã giữ lại mạng cho tôi thì bảo tôi làm gì cũng được. Hành giả bảo đưa dây sắt tới, quan đương giá lập tức lấy ra một sợi dây sắt xuyên qua xương quai xanh của rồng bà. Hành giả bảo Sa Tăng, mời quốc vương đến xem chúng ta làm yên tháp. Quốc vương lập tức sai bày xa giá, rồi cùng Tam Tạng dắt tay nhau ra khỏi triều. Các quan văn võ cũng theo tới chùa Kim Quang trèo lên tháp. Hành giả đem hạt xá lợi đặt trong chiếc bình quý trên tầng thứ 13, trói rồng bà vào cây cột ở giữa tháp, rồi đọc chân ngôn, gọi thổ địa, thành hoàng của nước đó và già lam ở chùa đó tới dặn, cứ 3 ngày mang tới cho rồng bà một bữa cơm, nếu có một chút sai sót sẽ lập tức xử chém. Các vị thần lẳng lặng tuân lệnh. Hành giả lại lấy cỏ linh chi lần lượt quét hết 13 tầng tháp, rồi đặt cỏ vào trong bình để sưởi ấm hạt xá lợi. Đây chính là sửa cũ như mới, muôn đạo hào quang, 1000 tia khí đẹp lại chiếu khắp 8 phương. 4 nước xung quanh lại nhìn thấy như trước. Xuống tới cửa tháp, quốc vương liền tạ ơn. Nếu không có lão Phật cùng 3 vị Bồ Tát tới đây, thì làm sao sáng tỏ được việc này? Hành giả nói, tâu bệ hạ, 2 chữ kim quang không hay, không phải là vật trụ lâu đời, bởi kim là vật lưu động, quang là khí lấp lánh. Bần tăng đã vì bệ hạ khó nhọc một phen, xin đổi tên chùa này là chùa Phục Long để được trường tồn mãi mãi. Quốc vương lập tức sai đổi tên chùa, treo cao biển mới, đó là Sắc Kiến Hộ Quốc Phục Long Tự. Một mặt sai sửa soạn yến tiệc, mặt khác sai thợ vẽ tới vẽ lại chân dung 4 người, ghi tên họ ở lầu Ngũ Phượng. Quốc vương sai bày loan giá, tiễn thầy trò Đường Tăng lại ban cho vàng bạc tạ ơn, nhưng thầy trò nhất định chối từ, không nhận một chút nào. Thế mới thật là yêu quái diệt trừ muôn cảnh tĩnh, bảo tháp lại chiếu sáng khắp nơi. Cuối cùng, không biết lần đi này sẽ ra sao, xin nghe hồi sau sẽ rõ.